Boise, California, abandoned mining town and birthplace of demonic cult, the Watchers of Azazel. On May 4th, 1852, in a local gold mine, James McKay uncovered a number of strange ancient words and symbols. They seem to form the basis of a powerful ritual. James soon began to gather followers as he convinced the townspeople that performing the ritual would bring great prosperity to Mercy. To his horror, it summoned the demon Azazel instead. 154 years later, Sam McCowell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult, attempting to harness the power of the ritual for himself. You must stop him before it's too late. No. Yep. Yeah, hết tôi nói. No. Come here. Rồi, tao cũng thấy biết chơi cái map này rồi. Sao mày không chọn map dễ hơn nhỉ? Đi lên. Trồng mấy cái đấy. That's nice. Chưa liếm, đi đâu luôn tôi. Rồi, chưa đâu. Thank you.
nó lên. Sẵn đồ sẵn đấy. Đi lên. Bắn ta rồi.
nó đến quyển thứ 7 là nó cầm súng bắn tục thiếu. Còn thằng kia, để các chú con ra lấy rồi. Không, đâu có không có. Chỗ này chứ. Thank you.
chị bắt rồi. Chạy đi trên kia gì, đứa tao bị công an bắt rồi. Thế nào cậu thôi, nhà luôn.